đây là ngôi chùa Giáng White Temple hoặc là Wat Phan Kun ở thành phố Chiang Rai. Từ trung tâm Chiang Rai đi ra đây khoảng 12 km, mình thuê xe máy, mình đi rất là gọn và tiện nữa. Ở đây có bán vé. Hai mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ. Đây là vé 100 bạc một người ha. Thank you. Chào quá cảm đóng mặt. Rồi, một màu trắng xét luôn. Thank you.
sao khốn nó coi ngay sao khốn. Quá trời cái chuông lá bồ đề. Con đường lá bồ đề. Người ta treo những cái chuông có lá bồ đề hồng xuống hoa bạc. Hai cái phòng vệ làm vệ sinh nữa. Có người đã bán, đây là người bán hoa nhang để dân cúng đức Phật ở đây dưới cội cây bồ đề. Đàn ta ghi tên trên lá bồ đề, sau đó người ta treo lên bên kia. Lá bồ đề may mắn 30 bạc một lá. Cái này chỗ bán à, đó bán. Sau đó mình sẽ treo lên cây bồ đề này, chỉ trên cái tháp này chứ cái cây.
vì điều ước của mình lên đây và treo lên đây. Con đường đi ra mặt hàng hoa dạ yến thảo. Quay xong đi ra hướng này. Hôm nay bán thức ăn, nước uống và lưu niệm.